Xe máy là một trong các loại phương tiện giao thông không thể thiếu trong quá trình sinh hoạt của mỗi người dân. Và vấn đề liên quan đến chi phí làm giấy tờ xe máy không hẳn là quá xa lạ đối với quý vị. Tuy nhiên, để quý vị có thể nắm bắt và cập nhật các thông tin mới nhất liên quan tới vấn đề trên, trong video lần này, công ty luật ACC sẽ đưa đến quý vị một số thông tin chi tiết liên quan đến lệ phí, chi phí đăng ký xe máy. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về nộp lệ phí trước bạ xe máy sẽ như thế nào. Căn cứ theo quy định tại Điều 3, Nghị định 10 năm 2022, Nghị định Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ, quy định về đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ cụ thể như sau. Tại khoản 6, xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, sau đây gọi chung là xe máy. Theo đó, xe máy là một trong số những đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ. Số tiền lệ phí trước bạ bằng giá tính lệ phí trước bạ nhân với mức thu lệ phí trước bạ. Tại Điều 8 Nghị định 10 năm 2022 thì xe máy có mức thu lệ phí trước bạ là 2% đối với xe của tổ chức, cá nhân ở thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 5%. Theo phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 126 năm 2020, hồ sơ khai lệ phí trước bạ gồm các giấy tờ sau: tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02 lệ phí trước bạ, bản sao các giấy tờ về mua bán, chuyển giao tài sản hợp pháp như hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho, bản sao giấy đăng ký xe của chủ sở hữu cũ hoặc bản sao giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe của cơ quan công an áp dụng đối với khi đăng ký sang tên mua xe cũ, bản sao giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp đối với ô tô, rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi ô tô hoặc các loại xe tương tự, bản sao các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ nếu có. Hiện nay có thể khai lệ phí trước bạ qua mạng mà không cần phải di chuyển đâu xa. Nơi nộp hồ sơ đăng ký xe máy, nơi nộp hồ sơ đăng ký xe máy là nộp tại công an quận, huyện, thị xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần trọng tâm của video lệ phí đăng ký xe máy. Căn cứ theo điều 5 thông tư 229/2016 quy định về mức lệ phí khi đăng ký xe máy như sau. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, xe có giá trị từ 15 triệu đồng trở xuống, lệ phí từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đối với xe có giá trị từ 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng thì lệ phí từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Xe có giá trị trên 40 triệu đồng thì lệ phí là từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Đối với các thành phố trực thuộc trung ương khác, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã. Xe có giá trị 15 triệu đồng trở xuống, lệ phí sẽ là 200.000 đồng. Xe có giá trị từ 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng, lệ phí sẽ là 400.000 đồng, xe có giá trị từ trên 40 triệu đồng, lệ phí sẽ là 800.000 đồng. Đối với các địa phương khác thì 50.000 đồng đối với tất cả các loại xe. Sau khi hoàn thành bước này sẽ được bấm chọn biển và giao biển số cùng giấy hẹn, lấy giấy đăng ký xe. Khi nào thì chúng ta có thể nhận giấy chứng nhận đăng ký xe? Đối với trường hợp cấp lần đầu thì cấp đổi biển số xe sẽ được cấp biển số ngay khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ. Trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký xe lần đầu thì sẽ được cấp trong thời gian không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Theo Điều 4 Thông tư 58 năm 2020 Thông tư Bộ Công an, trường hợp cấp lần đầu ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ thì cấp đổi biển số xe được cấp. Đối với lần đầu cấp giấy chứng nhận đăng ký xe không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Theo thời gian ghi trên giấy hẹn, người dân đến nhận đăng ký xe, cán bộ hướng dẫn chủ xe đến cơ quan bảo hiểm mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe theo quy định. Sau đây là một số câu hỏi thường gặp khi làm thủ tục đăng ký xe máy. Câu hỏi đầu tiên, thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký xe máy là bao lâu? Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 58, thời hạn giải quyết hồ sơ xe máy diễn ra ngay sau khi ngày đăng ký tiếp nhận hồ sơ và không quá 2 ngày làm việc. Câu hỏi tiếp theo là hồ sơ đăng ký xe máy gồm những gì? Hồ sơ làm thủ tục đăng ký xe máy bao gồm phiếu kiểm tra chất lượng xe khi xuất xưởng, hóa đơn giá trị gia tăng, biên lai đóng thuế trước bạ, bản chính và bản photo công chứng các loại giấy tờ, hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy khai đăng ký xe. Vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại video của chúng ta ngày hôm nay. Nếu quý vị có những thắc mắc cần được giải đáp xoay quanh vấn đề pháp lý về xe máy và ô tô, đừng ngần ngại hãy để lại ngay một comment để được các luật sư của công ty ACC giải đáp một cách nhanh nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và nếu quý vị yêu thích video này,
Xin hãy dành một like, share, subscribe kênh channel của công ty luật ACC nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.